đang làm gì thế fan? Học đàn hả? Đúng rồi Lý ơi, tôi mới học đàn mà sao khó quá. Chơi thời đại 4.0 rồi mà còn học sách hả? Thế bạn nào thử chức năng Bluetooth MIDI ở trên đàn chưa? Có luôn hả? Vậy phải làm sao? Các bạn cũng như vậy đúng không? Vậy hôm nay hãy để bên Phụng Music hướng dẫn cho bạn về cách kết nối và sử dụng Bluetooth MIDI ở trên đàn là như thế nào nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Vậy Bluetooth MIDI là gì? Bluetooth MIDI là chức năng cho phép các thiết bị nhạc cụ như là organ và piano điện kết nối không dây với điện thoại, máy tính và máy tính bảng thông qua kết nối Bluetooth thay vì kết nối dây MIDI truyền thống. Bluetooth MIDI có thể thay thế sách nhạc bằng các tính năng như sau. Đầu tiên là dữ liệu âm thanh và điều khiển trực tiếp. Thay vì phải dùng sách đọc nốt nhạc, bạn có thể sử dụng app trên điện thoại, máy tính để hiển thị trực tiếp nốt nhạc từ đàn. Thứ hai là khả năng ghi âm và lưu trữ. Bluetooth MIDI cho phép bạn ghi lại bản nhạc vừa chơi và lưu trữ chúng trên điện thoại, máy tính dễ dàng. Thứ ba là sự kết nối đa nền tảng, cho phép bạn kết nối với mọi hệ điều hành một cách dễ dàng. Đâu, thử kết nối tôi xem nào. Ok. Bên tay trái của mình là chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Bên tay phải sẽ là chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS. Để sử dụng được tính năng Bluetooth MIDI, đầu tiên các bạn hãy tải giúp mình ứng dụng Bluetooth Connect MIDI trên Android hoặc Bluetooth MIDI Connect trên iOS. Link tải về mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Đầu tiên các bạn hãy nhớ mở Bluetooth trên màn hình nha. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối Bluetooth MIDI từ iPhone với đàn nhé. Tiếp theo chúng ta chọn vào ứng dụng Connect Bluetooth MIDI. Ở đây mình đang có Custman KS1 Bluetooth. Các bạn hãy bấm vào để kết nối với model nhé. Và một lưu ý nhỏ là Bluetooth MIDI trên đàn sẽ luôn được mở mặc định. Sau khi kết nối Bluetooth thành công giữa điện thoại với đàn, mình sẽ chọn vào ứng dụng Perfect Piano. Ở đây mình sẽ chọn vào phần học chơi đàn và bắt đầu quá trình tự học của bản thân. Trong Perfect Piano có rất nhiều bài hát thông dụng dành cho các bạn mới học nhạc. Và bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Căn lý có thấy không? Qua tính năng Bluetooth MIDI, mình đã học đàn một cách dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Ngoài Perfect Piano, còn rất nhiều app hay để anh em trải nghiệm như là Simply Piano, Loki. Ngoài ra, các bạn có thể sáng tác và viết nhạc qua các app như Cubasit và Notion. Đối với điện thoại Android, thao tác cũng sẽ tương tự như trên điện thoại iOS. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn. Ông quên sản phẩm piano điện mới nhất Custman B215 của mình có gì sao? À nhỉ? Ta-da! Ngoài tính năng Bluetooth MIDI, thì Custman B215 còn hỗ trợ tính năng Bluetooth Audio, biến chiếc đàn của bạn thành một chiếc loa di động vô cùng tiện lợi luôn. Bên cạnh đó, Custman B215 có ứng dụng độc quyền với dây đàn LED hỗ trợ các bạn mới học đàn một cách dễ dàng. Và bây giờ cùng mình trải nghiệm thôi nào. Để biến B215 thành một chiếc loa di động, anh em hãy dùng Bluetooth Audio. Chỉ cần mở Bluetooth trên điện thoại, kết nối với đàn và nhập mã pin 8888. Bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Tiếng khúc nghèo ơi là nghèo, chơi trên sáo trúc và ông Vân sẽ như thế nào? Đang nhỏ nha các bạn. Và chúng ta sẽ tăng volume lên. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về chức năng Bluetooth MIDI trên các dòng sản phẩm đến từ hãng Custman của nhà Minh Phụng Music. Hãy nhớ để lại một like, share, subscribe. Và nếu còn thắc mắc, hãy nhớ để lại comment ở phía dưới cho tụi mình biết nhé. Team sẽ ra video sớm nhất để giải đáp mọi thắc mắc đó cho các bạn. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm trực tiếp các mẫu đàn yêu thích nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.